Xin chào các bạn, hôm nay Tân Hà Thế Giới Bảng sẽ hướng dẫn chi tiết cách lắp đặt bảng di động New by Tân Hà, bao gồm các lưu ý quan trọng giúp bạn lắp đặt bảng một cách dễ dàng và hiệu quả nhất. Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo mặt sàn nơi lắp bảng phẳng và không gồ ghề. Mặt sàn không đồng đều sẽ làm cho bảng bị cập kênh và không ổn định trong quá trình sử dụng. Một lỗi thường gặp khi lắp bảng là chân di động bị cập kênh. Để khắc phục, hãy làm theo các bước sau: kiểm tra độ cân bằng của chân bảng, đặt chân di động lên mặt sàn phẳng, kiểm tra xem hai chân có chạm đều mặt sàn không. Lắp thanh rằng. Nếu phát hiện chân cập kênh, đầu tiên hãy lắp thanh rằng vào giữa hai chân di động. Thanh rằng này giúp cố định và làm tăng độ cân bằng cho bảng. Điều chỉnh chân cập kênh. Sau khi lắp thanh rằng, nếu một chân vẫn không chạm đất, hãy nhẹ nhàng bẻ chân bị cập kênh theo hướng phù hợp để đảm bảo chân còn lại chạm đất. Điều chỉnh từ từ cho đến khi chân di động tiếp xúc hoàn toàn với mặt sàn và bảng đứng vững. Khi chân di động đã cân bằng, bạn có thể tiến hành lắp bánh xe. Hãy chắc chắn rằng bánh xe đã được gắn chắc chắn vào chân di động. Bước tiếp theo là kiểm tra lỗ gen trên bảng và khung. Hãy đảm bảo rằng lỗ gen cả 3 vị trí ở dưới và hai bên cạnh bảng đã khớp hoàn toàn vào khung di động. Nếu lỗ gen không khớp, đừng vội siết chặt các vít. Bạn cần bắt lỏng vít đầu tiên, sau đó căn chỉnh lại các lỗ gen cho khớp với nhau. Một lưu ý quan trọng là nếu vít quá chặt, đừng cố gắng vặn mạnh. Điều này có thể làm hỏng lỗ gen. Hãy điều chỉnh vị trí của bảng sao cho các lỗ gen khớp nhau trước khi siết chặt. Sau khi tất cả các lỗ gen đã khớp và bảng được lắp chặt vào khung, hãy kiểm tra lại toàn bộ bảng di động, đảm bảo rằng bảng đã ổn định, các vít đã được siết chặt và bánh xe hoạt động trơn tru. Đây là bảng di động đã được lắp đặt hoàn chỉnh. Đừng quên những lưu ý quan trọng sau: luôn kiểm tra bề mặt sàn phẳng, đảm bảo các chân di động cân bằng, trông đúng các lỗ gen và tránh vặn vít quá chặt để bảo vệ bảng bạn nhé.